đấy bốc ra hơn một luôn kìa. Em đang ngửi mùi khét nên em bảo là có tín hiệu ở đâu đấy. Cư dân chạy xuống kìa. Đâu chạy đâu? Dưới sân. Sân với đứng ở ngoài con lươn kìa. Trong nhà hàng này không biết sơ tán đi à? Không phải cháy ở nhà hàng này, cháy ở trên. Cháy ở tầng trên. Khét lẹt luôn ô. Dân nó nhìn ngước lên trên kìa. Quét lẹt luôn. Xe nó đang vào ngoại đằng này này. Xe cứu hỏa nó đang vào ngoại đằng này. Có kìa bên này không? Tới nữa tiếp kìa. Bữa nhà nào về quê xong thiết bị điện rồi. Vẫn còn khét lắm. Kéo ra bên kia. Đi rồi sao? Không phải, nó đi rồi phía kia nó mới vào lại. Khét mù luôn.